Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho chiến tranh hạt nhân. Trong lời cảnh báo gửi tới phương Tây hôm 13 tháng 3, ông nói thêm rằng nếu Mỹ gửi quân tới Ukraine hoặc lãnh thổ Nga, đó sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột. Ông Putin phát biểu với kênh truyền thông Russia One chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, nơi ông nhiều khả năng sẽ lãnh đạo đất nước trong 6 năm tiếp theo. Chúng ta đã thực sự sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân chưa? Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, tất nhiên chúng ta đã sẵn sàng. Các tên lửa luôn sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai, và điều này được mọi người đồng ý, bộ ba hạt nhân của Nga hiện đại hơn bất kỳ bộ ba nào khác. Thực ra chỉ có Nga và người Mỹ mới có bộ ba, và Nga đã tiến bộ hơn Mỹ rất nhiều. Bộ ba của Nga và toàn thể thành phần hạt nhân đều hiện đại hơn. Cảnh báo hạt nhân của ông Putin được đưa ra cùng với một lời đề nghị đàm phán về Ukraine trong khuôn khổ phân định an ninh châu Âu thời hậu chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng ông Putin chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc về cuộc xung đột. Ông Putin đã đưa ra một số cảnh báo công khai về hạt nhân với Mỹ nhằm ngăn cản sự can dự nhiều hơn vào Ukraine, một động thái mà Điện Kremlin cho rằng sẽ đánh dấu một bước leo thang về hướng chiến tranh thế giới. Mặc dù chính quyền Mỹ tuyên bố không nhận thấy có thay đổi nào trong tư thế hạt nhân của Nga, nhưng những bình luận của ông Putin chắc chắn đã gây lo ngại ở Washington. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.